Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài Dumbbell Polyquin Space Squat với Backfoot Elevated, tức là cái chân đằng sau sẽ để trên bục. Và đây là cái biến thể khó nhất của Space Squat. Và với bài này thì nó cũng sẽ tác động vào đùi trước là chủ yếu. Và bây giờ thì bạn Hoàng Bi sẽ thực hiện bài Dumbbell Backfoot Elevated Space Squat. Trong bài này các bạn hãy chú ý là hai chân để sau le với nhau, với độ rộng chân bằng hông, chân sau đặt trên bục. Từ từ tiến đầu gối về phía trước theo hướng mũi chân, đồng thời giữ thẳng lưng. Các lỗi hay gặp đó là không giữ lưng thẳng. Lỗi thứ hai là đầu gối đổ vào trong, không theo hướng mũi chân. Và lỗi thứ ba là nhấc gót chân trước.